Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Tuyên Quang và 10 tỉnh có di sản then tổ chức lễ đón nhận bằng ghi danh thực hành then của người tài nùng Thái ở Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hát then là một loại hình diễn xướng dân gian gắn bó mật thiết trong đời sống của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Sự kiện khẳng định thế giới đánh giá cao kho tàng văn hóa phong phú của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Tại lễ đón nhận, trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam bảo tồn nguồn di sản văn hóa vô giá, một tài sản quý báu cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch các tỉnh có di sản then năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đại diện cho các tỉnh có di sản then đã trao thỏa thuận hợp tác khai thác phát triển du lịch cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Thanh, Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam Viettravel, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Viettran Tour, Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội và 11 tỉnh có di sản then. Lãnh đạo các tỉnh Bắc Cạn, Lai Châu, Lạng Sơn, Tuyên Quang đã trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư du lịch. Hội nghị là dịp để các địa phương trong vùng giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương, đồng thời có những thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch của vùng. Làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương, đánh giá cao Tuyên Quang đã tổ chức thành công lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh thực hành then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là yếu tố quan trọng để Tuyên Quang và các tỉnh có di sản then phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách con người, tạo động lực phát triển, nâng cao đời sống nhân dân. Tối ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc lễ hội Thành Tuyên năm 2022 với chủ đề lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên với sự tham gia của các diễn viên đến từ đoàn nghệ thuật Siêng Khoảng, Lào, nhà hát tuổi trẻ và 240 em học sinh trường tiểu học Phan Thiết thành phố Tuyên Quang. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh, các vị khách quý và doanh nghiệp đã tặng quà cho 70 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích học tập xuất sắc năm học 2021 đến 2022. Tặng quà trung thu cho các thiếu niên, nhi đồng tham dự lễ hội. Sáng ngày 5 tháng 9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại một số trường học trong tỉnh. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, năm học mới có nhiệm vụ nặng nề, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo. Ngoài việc truyền thụ kiến thức, các thầy cô giáo cần phải truyền được nửa nhiệt tình, khơi dậy đam mê, hăng say học tập, ước mơ, hoài bão và khát vọng cống hiến cho học sinh. Học sinh cần rèn luyện để tiếp cận các kiến thức mới trong cuộc sống, biết tôn vinh điều hay cái đẹp, phản biện với cái xấu trong xã hội. Thành công của học sinh có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển bền vững của quê hương và cho cả đất nước. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội nghị giao ban khoa học và công nghệ vùng Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 18 năm 2022. Hội nghị nhằm triển khai nghị quyết 96 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn ở địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng này. Phát biểu tại cuộc họp thường trực tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị trong thời gian tới, các cấp các ngành tập trung đẩy nhanh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, linh hoạt trong bố trí nguồn vốn để hoàn thành các hạng mục năm 2022 theo kế hoạch đề ra, tập trung thực hiện đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cần phát động đợt cao điểm tiêm vaccine đến ngày 15 tháng 9. Bí thư các huyện ủy, thành ủy chịu trách nhiệm về công tác tiêm phòng trên địa bàn, cùng với đó cần đảm bảo về vật tư, y tế để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Cuộc họp cũng xem xét cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15, gồm dự án luật thanh tra sửa đổi, dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, dự án luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi, dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, dự án luật phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi, dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi. Đây là những nội dung sẽ được trình để Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tư vào tháng 10 năm 2022.
Bộ Ngoại giao phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức kỷ niệm 35 năm UNESCO nghị quyết về kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Tổng giám đốc UNESCO cho rằng, di sản lớn nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại chính là việc người đã có tầm nhìn đúng đắn về giáo dục đối với toàn dân. Việc kế thừa và phát triển một cách hiệu quả nhất di sản tốt đẹp này của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là sự hợp tác hiệu quả giữa UNESCO và Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị về bản sắc văn hóa dân tộc.